người phụ nữ lên nương lúc mặt trời mọc, những thửa ruộng bậc thang chín vàng óng ánh ở Mù Căng Chải đã mang hình ảnh đất nước Việt Nam quảng bá rộng rãi đến bạn bè Nam Châu. Bức ảnh ấn tượng của tác giả Trần Minh Dũng đã đạt giải 3 hạng mục National Award, giải thưởng nhiếp ảnh thế giới Sony 2017. Đây cũng là bức ảnh duy nhất của tác giả người Việt Nam đạt giải ở hạng mục này. Nằm ở độ cao trên 1.000 mét so với mực nước biển, ruộng bậc thang Mù Căng Chải, Yên Bái là nơi hội tụ các giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào H'mông vùng cao. Vẻ đẹp của Mù Căng Chải đã được báo chí nước ngoài ca ngợi hết lời và nhiều lần được bình chọn là danh thắng không thể bỏ qua khi đặt chân đến Việt Nam.